Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 29 tháng 9 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay lọc miền Nam trên kênh nó về được cái lọc, đó là cái con 86 ở trên cái đài Đồng Nai và cái con 69 ở trên cái đài Cần Thơ. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Và tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai 29 tháng 9 trên đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Mời anh chị em tham khảo Tây Ninh, mình dự đoán cái cặp 0990 ở An Giang, mình dự đoán cái cặp 7887, còn Bình Thuận mình dự đoán cái cặp 1771. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.